Nhưng mà mình vô với một người hơn chúng sẽ chế được đi qua thì khách trong sửa không dễ là chúng ta chưa bây giờ lại hỗn hợp với người dân c'est notre premier jour d'opération sur l'Algérie et précisément sur Algérie. Le vol Algérie-Tunis, on a 3 fréquences par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. On fait un prix de lancement de 355 dinars.